nằm ở trong cái khu vực này hay không này. Đấy. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì Hướng Não ở trong khu nhà này bị một con rắn nó tấn công ở trong cái chuồng này. Hiện tại cái chuồng này ông Não đang để không, đang dọn đi để nuôi mấy con gà, nhưng mà đang dọn đồ đi thì con rắn nó bất ngờ nó nằm ở trong cái đống đồ của ông Não ở trong đây, nó tấn công ông Não. Thế ông Não sợ quá thì ông Não gọi cho mình người chạy ra đây thì chưa có phát hiện thấy rắn ở, không có thấy rắn ở bên trong này nữa, mà mình chưa kiểm tra kỹ bên này, chưa kiểm tra bên này thôi. Ông Não là tấn công ở bên cái góc bên này. Não con rắn này nó đen xì và không biết được là rắn gì. Đây có khả năng là nó chạy trong kia, nó chui ra cái khu vực này, nó chạy ra cái khu vực này đây. Dạ, trước mắt thì mình tìm ngoài ra đã, nếu mà không thấy thì mình vào bên trong mình. Đấy, ông Não đang ở bên trong ấy. Biết không? Vâng. Ông Não không dám ra đây nữa. Biết là nó có chui vào cái vũng này không này. Biết là ông Não có. Đấy, có để ý kỹ không? Xem. Không biết nó có chui vào cái điểm này không. Còn mong sao nó được cái điểm này. Đến một cái thùng để cái thùng tại ngày xưa nguyên là rắn gì mà ông Não nói to lắm. Con này nó to lắm mà nó đen xì. Ông Não đang bới ra cái này, nó lao vào người ông Não luôn, nó tấn công thì rất là may ông Não này chưa bị nó cắn. Không biết là không biết được là nó là rắn là rắn gì, tại vì cũng mỗi một mình thôi, nên là mình phải để ý cho thật kỹ xem là nó là rắn gì. Tại thì chưa thấy, tại thì chưa thấy gì cả. Kia thì mình có nhìn cái vết được không? Để ý chứ. Đây, khu vực như này rất là nguy hiểm mọi người ạ, nhiều đêm. Vết cái gì đây? Cái gì đây? Vết ướt ra đây. Cái đâu nó lại trườn ra ngoài này rồi sao? Thấy có một cái vết ướt.
những cái chỗ này, những cái chỗ là rất dễ này, để cho những con rắn nó du ẩn, nó nấp đây này. Nếu mà dòng rắn mà người không có kinh nghiệm nhìn rắn thì cũng sẽ không phát hiện được nó là cái dòng gì. Ông nào nói nè, nó ngẩng đầu cao lắm, nó mổ. Ông não nói với mình là con này hình như là hổ mang chúa. Nếu mà có dòng hổ mang chúa thì rất là nguy hiểm. Khu vực này nó là một cái rìa của núi đá này. Ở đây là nó là một cái khu rìa của núi đá nên là lúc nó đã chạy đi rồi thì rất là khó tìm. Để nhất là những cái khu vực mà nhà mà bỏ như này. Đấy. Đấy. Mình sẽ xem ở trong những cái này xem nào. Không có luôn. Thế là con này chắc chắn là nó chạy đi một chỗ nào rồi đấy. Nó không còn ở cái khu vực này. Khu vực như này. Khá mà. Mệt rồi người ạ. Cuối cùng là mình nên là cũng không thấy nữa. Vì ở cái khu vực này nó quá là rậm rạp đi. Ở khu vực này nó quá là rậm rạp đi nên là nếu có bị rắn nó tấn công ấy thì mình cũng rất là, cái thứ nhất là rất là khó để tránh, cái thứ hai nữa là có tránh được rồi mà sao muốn tìm để bắt lại nó thì cũng rất là khó, vì cái nó quá là rậm đi, cây cối nó rậm rạp như thế này thì không thể nào thể tìm nổi. Ở khu vực như thế này đấy thì mình chỉ có cách thứ nhất là mình đánh bẫy thì may ra thì sẽ có cơ hội bắt được nó. Mọi thấy ở cái khu vực này nè, bể bộ rất là nhiều những cái đồ này. Nhiều những cái đồ này. Nên là rắn rếp là nó sẽ là một cái nơi khá lý tưởng để cho rắn nó sống sống. Rắn thì nó chỉ cần một cái chỗ nào đấy để nó có một cái chỗ nó trú ẩn thôi. Nằm ở trong cái khu vực này hay không này. Đấy.